em đã quay trở lại với trải nghiệm game của GameHub.vn. Và hôm nay mọi người hãy cùng Hạnh trở thành một Gangstar trong Gangstar 5. Tại vì nó đang loát game á, thành ra là mình sẽ có một chút nói chuyện với nhau nha. Game này rất là giống GTA, thật ra là cũng không giống lắm. Bạn nào mà thấy nó giống mọi mặt khác của đoạn nào ấy, nếu thế thì tải game ở ngay đường link phía dưới clip để trải nghiệm game này. Bye. Được đấy. Game này thì các bạn chỉ cần là chạy vòng quanh này, giết người, cướp của, cướp xe này, xong rồi làm nhiệm vụ bắn nhau bùm bùm, đánh nhau này, chán thì ra bắn bắn một thằng này, xong rồi khi hết năng lượng thôi tắt game đi ngủ. Bây giờ buồn mà thế rồi ha. Game này thì đồ họa 3D cũng khá là gọi là thú vị. Bạn game này thì có thể là nó không hạn chế trong việc mà mình chơi kiểu một map nhỏ ấy, hay là mình chơi trong một cái đồ họa bé, thì game này kiểu rất là rộng mở ấy. Đồ họa rất là to lớn, rất là đi lung quanh lung tang tung, các bạn có thể ngã xe và bị đập đầu hay mất máu ấy, thành ra lại chẳng biết làm gì thôi. Bắt đầu có nhạc ở đây anh em ạ. Nhạc của này rất là hay, kiểu rất là nickel, hiểu không? Anh em có thể lúc trong lúc chờ có thể quẩy. Ê, game vào giờ đây, game vào đây. Có thể phía bên trái, phía bên tay trái này có thể thấy các là gọi là store này, mua đồ này, hay là quay quay số này, quay để gần như các phần quà này, như là event này và một số cái khác nhiệm vụ. Mình sẽ vào trong luôn nhá. Đầu tiên là mình sẽ đi vòng quanh đã. Nghe tiếng biển, tiếng hải âu và tiếng ô tô, mình đi thôi. Thì bé đâu lắm. Các bạn thấy mình xanh không? Hãy đứng ở dưới đây và hát Hallelujah. Đây là cái nhiệm vụ nhá bạn nè. Dealing bây giờ mình lúc ấy mình ấn vào đây xong nó bắt mình ngồi nói chuyện cả tiếng đồng hồ thôi, mình chả nói chuyện nào nữa đâu, mệt lắm. Mình sẽ hoàn thành nốt cái nhiệm vụ mình làm rồi. Go. Các bạn thì phía bên trái các bạn thể chọn loại súng của mình nhá. Còn sau khi phía bên phải là những cái phần quà các bạn làm xong game thành nhiệm vụ rồi thì có thể nhận được. Mỗi lần mình chơi thì sẽ mất 4 năng lượng nha. Continue. Ok. Các bạn có nhiều người chơi phết, người chơi Việt Nam phết. Lại bắt đầu màn hình đen xì rồi. Được rồi. Bỏ qua. Không có nghe nói chuyện đâu. Đầu tiên các bạn sẽ phải đi vào cái vàng vàng kia. Đi vào để nhận nhiệm vụ á. Đây. Ok. Nhiệm vụ của mình là giải cứu thằng này bắn mấy đứa này. Ok. Các bạn thể thấy trên mặt nhìn phần đồ phía bên tay trái nhá, thì cái chấm đỏ là chỉ biết chờ là gọi là địch của mình. Đầu tiên phải chọn một chỗ để gọi là nấp. Khóa cam sát. Thôi, đi bên mày, đi bên này. Đây. Thế gọi mình là cảm tử các bạn đấy. Đáng lẽ các bạn không nên làm thế, không nên có hành động này. Ấu xe. Mua nhặt đồ. Nhặt đồ. Ok kìa, chưa nhặt đồ xong mà thằng kia đã rồi. Rồi, anh ra cam Donald Trump. Các bạn đi, có cái xe này hợp với phong thủy mình đó. Đứng lên xe nha. Có thể phía dưới phía này là phía tay ga, phía bên phải là tay ga, phía dưới chân trong xanh người đằng phía sau này. Nên em lùi bước ra không. Các bạn đi cẩn thận nha, ngã xe cũng bị tốn máu đó nha. Vẽ. Ui. Đúng chỗ chưa? Đúng rồi, đây đúng không? Đây chỗ này đúng không? Đúng rồi. Thôi xuống xe đi bộ cho dễ. Ô, cái con xe. Đây. Follow the light. Đi theo ánh sáng.
xuống dưới cống. Ai lại nghĩ ra cái trò đi dưới cống này vậy? Đây, các bạn thấy ấn cái nút mà như kiểu người đang chạy. Thời khó phết đấy, là lâu phết đấy. Đi theo dưới cống. Cái kia lùi bước để nhảy lên. Sao đây? Âm nhạc rất là... Không lên được. Tên em mê. Lùi bước vừa lên. Bước lên, bước lên, bước lên. Kiếp tôi đang ở dưới cống các bạn ạ. Lâu quá à. Lên đi má. Má ơi, lên đây. Ôi trời kỳ, ở lúc đó lên được mà giờ không lên được. Rồi. Ok. Rẽ sang phải. Rồi lại rẽ sang trái. Các bạn thấy địch chưa? Thấy địch chưa? Địch ở đấy. Cứ chạy đi, cứ lăn thả má lên. Ui, nó bay rồi. Nhanh, lấy thuyền, lấy thuyền. Rồi, anh em phóng rồi. Từ đó, anh phi làm sao. Ê. Phải đâm thằng đấy. Biết này. Đấy là một số điều cơ bản của cái game này. Bạn nào muốn chơi cái game này thì hãy đừng link phía dưới. Nhưng mà game này hiện chỉ có tên AOS thôi. Thành ra là bạn nào dùng Android chắc là phải chờ một thời gian nữa rồi. Và bây giờ thì xin chào em ơi.